Để cuộc bầu cử diễn ra thành công, tốt đẹp, cùng với các cơ quan, tổ chức địa phương, đoàn thanh niên các cấp trong tỉnh Bắc Cạn đã tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị trong đoàn viên, thanh niên và nhất là các cử tri trẻ lần đầu được tham gia bầu cử. Điền cụm từ chính xác còn thiếu trong quy định về vị trí, vai trò của đại biểu Quốc hội. Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ba chấm của nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và của nhân dân cả nước. Sau đây xin mời câu trả lời của các bạn ạ. Câu trả lời của em là đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân ạ. Đây là buổi sinh hoạt học tập phổ biến kiến thức về bầu cử do tỉnh đoàn Bắc Cạn tổ chức nhằm tuyên truyền cho các cử tri trẻ hiểu hơn về ngày bầu cử, vai trò vị trí của người đại biểu dân cử, tầm quan trọng của mỗi lá phiếu lựa chọn ra người có đức có tài phục vụ cho đất nước. Em rất háo hức và mong đến ngày để diễn ra cuộc bầu cử, em sẽ phát huy trách nhiệm của mình, lựa chọn người có đức có tài để đóng góp nhiều hơn cho đất nước. Em đã chủ động tìm hiểu về bầu cử qua một số trang thông tin và trên báo đài. Em cảm thấy rất tự hào và về sự kiện lớn này của đất nước ạ. Phát huy hiệu quả của hình thức tuyên truyền trực tuyến đầy tính tương tác này, thời gian qua đoàn thanh niên các cấp trong tỉnh Bắc Cạn đã tổ chức tại nhiều điểm trường, các cụm dân phố, nhà văn hóa các thôn bản để cử tri trẻ nắm vững và thực hiện đúng những nội dung của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, cũng như các mốc quan trọng của cuộc bầu cử. Chúng tôi đã có những cái hoạt động cụ thể, ví dụ như là tổ chức cho đoàn viên thanh niên tham gia vệ sinh, dọn dẹp vệ sinh môi trường xung quanh khu vực bầu cử, tổ chức tuyên truyền trên nhóm mạng xã hội và thông qua các buổi sinh hoạt đoàn. Thứ ba nữa là dự kiến là chúng tôi sẽ tổ chức một chương trình đêm văn nghệ sinh hoạt chuyên đề với chủ đề là kỷ niệm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5, đồng thời kết hợp với tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Cùng với nhiều hình thức tuyên truyền sinh động trực quan, tỉnh đoàn Bắc Cạn đã đẩy mạnh tuyên truyền qua các trang tin điện tử, các trang mạng xã hội, nhóm fanpage. Đây được xem là một hình thức tuyên truyền mới hiệu quả, phù hợp với tâm lý giới trẻ và thời đại công nghệ 4.0. Hiện nay thì các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc đều có những cái trang fanpage riêng của mình và có cái nhóm riêng của mình. Và tổ chức đoàn thì cũng có thành lập những cái nhóm liên quan đến cán bộ đoàn, rồi là phổ biến liên quan đến đoàn viên thanh niên cũng có những nhóm chung. Và tỉnh đoàn thì cũng có cái trang thông tin điện tử. Thì chúng tôi cũng cố gắng là khai thác những cái công cụ tuyên truyền đó thật tốt. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có làm việc với đài phát thanh truyền hình, xây dựng những cái phóng sự và những cái video clip. Tới này thì cũng sẽ có những cái công cụ đó để mà tuyên truyền đến các cái tầng lớp đoàn viên thanh niên một cách rộng khắp nhất.